Kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Series 110 lên cái tông màu hồng lạ quắc nhưng đầy nam tính. Và bây giờ một bản độ của cái dòng Series 110 đầy lạ lùng, đầy lóng lánh với gam màu hồng làm chủ đạo chính. Tuy nhiên cái cách mà người chủ phối đồ chơi để giúp con xe trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những món đồ chơi ấy là gì nhé. Xe được trang bị cho mình cụm thắng Cribo Asset và dùng cái công nghệ là bình dầu rời cực kỳ hầm hố, bền, đẹp, đi cùng với những hiệu năng ưu việt như chỉ ở mức giá tầm là 5.500.000 đồng. Ở dùng bao tay Rakuda kết hợp cụ diệp Titan cho con xe thêm chút liền lạc tinh tế. Đồng hồ ở dụng là Koso sản xuất dành riêng cho Exciter nhỏ sử dụng và những cái chiếc Swift bản sân cơ. Đây là cái mẫu version 2 với những tính năng tương tự mẫu cũ, chỉ khác là phần nền làm bằng carbon fiber là mắc hơn. Hai bên là cái cặp cụm công tắc rời Dono, cụm gạt Dono vàng, giữa là cây trợ lực trung tâm Holin. Nhìn xuống dàn chân trước và hai ngay cây dọc mò riêng, được cố định vào heo dọc Rainbow lục lớn 2 đá xứng, đi cùng đáng cover kích thước là 260, vì xung quanh chỉ ốc kỳ 5 xanh tím. Xung quanh lốc máy có rất nhiều chi tiết ốc kỳ 5 của bộ Titan, lò xo chân chống Titan. Những họa tiết này tuy nhỏ thôi nhưng được trang bị chúng ta thấy cực kỳ tốn kém. Hệ thống chơi sau ở dụng là phục của Yamaha bình dầu liền. Đây là món đồ chơi do bên Thái Lan sản xuất, thiết kế dành riêng cho các dòng xe sốt của Nhật Yamaha với loại Swift Scimitar. Cận cảnh cái chiếc Swift hồng khay dáng ở trong trời nắng. Yamaha Eros dọn kiển, một cái biến thể mới với dàn chân đẹp khủng khiếp. Cái chiếc Yamaha Eros là tên của nước bạn, còn ở Việt Nam em ấy có tên là Yamaha NVX. Cái dòng tay ga thể thao này không những gây mê người bởi nó đẹp nguyên thủy từ nhãn chức đưa ra, mà nó còn rất ấn tượng cho người xem qua những bản đồ đẳng cấp, dẫn chứng là cái chiếc Eros được chuyển như đây. Xem tổng thể ta thấy con chiến mã khoét cho mình bộ áo xanh lá candy cực đẹp, đi cùng với một diện mạo mới tinh với những món đồ chơi kiển được gắn lên xe một cách thẩm mỹ, tăng cường hiệu năng cũng như cái đẳng cấp mới cho xe. Ốp não được phủ lớp carbon cực đẹp. Phía bên tay thắng xuất hiện cái cụm Rainbow đi cùng bình dầu rời, không những hướng kiển mà còn giúp chiếc xe ổn định hơn trong việc kiểm soát phanh. Chàng chân là chút điểm nhấn hút người xem hơn chiếc bằng đúc được hai bằng bánh cầm liền nhôm và 7 inch. Vì chế bánh cam liền nhôm giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể và tốc nhanh hơn. Hệ thống phanh nâng cấp đĩa đồ chơi kết hợp cùng hệ Rainbow của Mix qua các sự hỗ trợ phát nhôm CC kèm từ máy. Chế buộc được phay lại tự như cái mẫu Rush Thái Lan. Hệ thống cái giảm sốc VS đi cùng mình dầu. Vì chế mẫu phục này đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Lò bỏ cái phần chụp ngoài của hoạt động cơ để lộ những chi tiết bên trong cực kỳ là mắt với nhiều người ở hệ thống chịu tải. Sẽ được trang bị cho mình ống xe độ mang lại cái sự quy lực hơn khi người chủ lên ga lớn. Cảm ơn các bạn theo dõi này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.